Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Đồng hồ hoài cổ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ vintage đến từ nhãn hiệu đồng hồ Universal Geneva. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ một dòng sản phẩm cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử, với thiết kế cực kỳ tuyệt vời, bộ máy cũng rất tuyệt vời, và kèm theo đó là một cái giá thành nó cũng tương đối cao dành cho những chiếc đồng hồ từ thời ngày xưa. Đây là một dòng chiếc đồng hồ, nó đến từ dòng sản phẩm Universal Geneva Polyrotor. Thì Polyrotor một vài lần mình đã giới thiệu đến cho các bạn rồi. Đây là một dòng sản phẩm được sản xuất dành cho phi công. Mặc dù như cái thiết kế các bạn đã thấy ở đây nó rất thanh lịch, tuy nhiên đây là một dòng sản phẩm được thiết kế dành cho phi công và có khả năng kháng từ tốt. Kèm theo đó là nó sẽ sử dụng một cỗ máy microrotor là dạng tự động cúc áo cực kỳ nổi tiếng của hãng Universal. Cái chiếc đồng hồ mà mình đang cầm trên tay nó rất là mỏng. Thì các bạn sẽ quan sát thấy là đối với một chiếc đồng hồ tự động từ ngày xưa thì kích thước khoảng gần 9mm, cả một chiếc đồng hồ nó như thế này là rất mỏng. Đó, và kèm theo đó là một cỗ máy độc quyền đến từ Universal, cực kỳ tuyệt vời dành cho một chiếc đồng hồ. Về phần thiết kế tổng quan, như các bạn đã quan sát thấy, đây là một chiếc đồng hồ nó được thiết kế theo phong cách nất cổ điển, theo dạng dáng tròn. Và cái kích thước của mặt trước nó rơi vào tầm 35mm, là một kích thước tương đối là lớn so với những chiếc đồng hồ vintage. Đây là một chiếc đồng hồ mặc dù đã qua thời gian nó rất là lâu rồi, nó rơi vào tầm năm 1957, là một cái thời gian rất là lâu. Tuy nhiên là do đây là một chiếc đồng hồ nó dạng gần như tồn kho, được sử dụng cực kỳ là ít, cho nên các bạn sẽ thấy những đường nét cũng như là độ sắc sảo trên chiếc đồng hồ nó đang còn gần như là nguyên vẹn, chưa có bất cứ một tì vết nào. Và các bạn sẽ thấy xung quanh chúng ta có những vết xước răm và vết vân tay của mình thôi, nó không quá đáng kể. Đi sâu vào phần mặt số, như các bạn quan sát thấy chúng ta có một mặt số chảy tia màu trắng. Mặt số này nó sẽ đánh phay xước từ trên xuống dưới, tạo cho chúng ta một cảm giác cực kỳ là kim loại, bắt sáng khá là tốt. Mình sẽ nghiêng qua nghiêng lại cho các bạn xem, nó bắt sáng khá là tốt. Đó, và như các bạn đã quan sát thấy, tất cả những chỉ số và những cái chi tiết chữ ở trên chiếc đồng hồ nó đang còn nguyên vẹn, cực kỳ sắc nét và gần như chưa có một tì vết nào. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ nó có màu vàng, và đây là một dạng cọc số nổi. Cái này nó làm nổi nhẹ thôi, nó không làm nổi quá cao. Và đối với những cọc số vị trí 6 và 12 thì nó sẽ để số, còn các vị trí khác nó sẽ là một dạng dùi cui và được cắt vát hai bên, bắt sáng tương đối là tốt. Ở ngay bên dưới vị trí 12 giờ chúng ta có logo chữ U của hãng hồ Universal, và kèm theo đó chúng ta sẽ có chữ Universal Geneva Polyrotor Z, là tên một dòng sản phẩm rất nổi tiếng của hãng hồ này. Chiếc đồng hồ thì nó đối với mặt số người ta sẽ có hai trục ngang và dọc màu đen cắt qua phần trung tâm, cho nên là anh em thợ Việt Nam sẽ gọi đây là dạng mặt số trục tung hoành. Ở vị trí trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Đối với kim giờ và kim phút thì được thiết kế tương đối là to bản, rất là dễ xem giờ. Và cái phối trí mặt số của chiếc đồng hồ này nó cực kỳ đơn giản, chỉ có tính năng giờ, phút và giây, và không hề có tính năng lịch ngày hoặc một số tính năng bổ sung khác. Thì mình sẽ lắc nhẹ cho các bạn xem, ngay lập tức cái chiếc đồng hồ này nó sẽ vận hành. Mặc dù là một cái chiếc đồng hồ tương đối là mỏng, tuy nhiên là như mình đã nói ngay từ đầu, đây là một chiếc đồng hồ nó chạy một cỗ máy tự động lên dây cót. Đấy, các bạn sẽ thấy dòng chữ Automatic Microrotor. Thì Universal cùng với Burand là hai hãng đồng hồ đầu tiên trên thế giới áp dụng dòng máy tự động cúc áo lên cho những chiếc đồng hồ. Đấy, và sau đó là họ cũng cấp bản quyền và bán những cái bộ máy này cho những cái hãng đồng hồ khác, ví dụ như hãng đồng hồ Burand, hay là bán cho hãng đồng hồ Hamilton, rồi một số hãng đồng hồ ví dụ như là Baume & Mercier, rồi nhiều hãng đồng hồ khác cũng áp dụng những cái dòng máy của Universal và Burand. Mặt số cực kỳ đẹp và gần như chưa có bất cứ một tí vết nào. Đi sang phần thân vỏ, như các bạn đã quan sát thấy, phần thân vỏ được thiết kế khá là mỏng, bộ tay càng rất dài. Đã, các bạn thấy cái bộ tay càng này nó dài như thế này, khi đeo lên tay thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác cái chiếc đồng hồ nó khá là lớn so với kích thước 35. Nên mình sẽ thử đeo cho các bạn xem nó như thế này. Đó, khi mà đeo lên tay thì cái phần tay càng nó sẽ choáng gần như hết cổ tay luôn. Nói chung dòng sản phẩm này thì nó không quá bé, cho nên các bạn cũng yên tâm là khi chúng ta đeo lên cổ tay nó vẫn vừa vặn và tạo ra cho chúng ta một cái nét sang trọng tuyệt vời. Ở phần bên này cũng rất mỏng. Chiếc đồng hồ được làm theo phương pháp làm bóng các bạn nha. Là ta nắp đáy đằng sau chúng ta có một nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ. Đây các bạn sẽ thấy có khá là dòng những cái dòng chữ tiếng Anh Universal Geneva.
đây chúng ta có dòng chữ Polaroid Z, và bên dưới chúng ta sẽ có một vài cái dòng mã ở đây. Cái nắp đáy này thì nó cũng không có gì quá đặc biệt, nó được làm từ thép không gỉ thôi, đang còn rất mới, chưa còn đánh bóng, cho nên là như các bạn đã quan sát thấy những cái phần khắc ở trên chiếc đồng hồ nó đang còn khá là sâu. Cái chiếc đồng hồ này nó đi kèm với một bộ dây da handmade của Việt Nam cực kỳ là chất lượng, và kèm theo đó là chúng ta có một bộ khóa Universal nguyên zin rất hiếm tại thời điểm hiện tại. Thì các bạn là thấy nó sẽ có khá là nhiều dòng chữ Switch. Bọc vàng. Đây là một cái khóa nguyên zin có logo hình chữ U. Nói chung là cho đến thời điểm hiện tại, để kiếm được một chiếc đồng hồ mà nó nguyên zin từ đồng hồ cho đến cổ khóa như thế này thì khá là hiếm. Và cái phong cách thiết kế này khi mà đeo lên cổ tay, thực sự là mình rất thích. Nó to khỏe, mạnh mẽ và tạo ra chúng ta một cái nét thanh lịch tuyệt vời. Mình sẽ nghiêng qua một vòng cho các bạn cùng quan sát một lần nữa. Nói chung những cái cỗ máy Microto đến từ nhãn hiệu Universal cũng được làm tương đối là chất lượng, có khả năng chữ cót khá là lâu, có nhiều chiếc chữ cót lên đến 46 giờ. Đấy, và kèm theo đó là cái độ ổn định của nó cũng rất tuyệt vời. Ngày hôm nay, cái thời điểm hiện tại thì nếu các bạn muốn mua những cái dòng sản phẩm mà chạy cái dòng máy này thì đa số là chúng ta đều phải mua những cái chiếc đồng hồ khá đắt tiền, ví dụ như là hãng đồng hồ Chopa hay là Patek Philippe, rồi là một số cái hãng đồng hồ khác đắt tiền cao cấp thì họ mới dùng cái dòng máy này đó. Do đó là để mua được những chiếc đồng hồ mà sử dụng micro rotor thì có lẽ là chúng ta nếu mà muốn kinh tế hơn thì chúng ta buộc phải sử dụng và mua những chiếc đồng hồ vintage đến từ những cái nhãn hiệu đồng hồ từ ngày xưa. Cái chiếc mà mình đang cầm trên tay thì cái giá nó rơi vào khoảng tầm 17 đến 18 triệu, nó khá là đắt. Tuy nhiên là nếu xét về mã thương hiệu, về thiết kế cũng như là cỗ máy độc quyền bên trong thì mình nghĩ là cái giá đấy nó cũng tương đối là vừa phải. Kèm theo đó là cái độ mới của chiếc đồng hồ nó cũng rất tuyệt vời, chưa bị xước sẹo vào đâu cả. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.